và cũng mất. Thì sau khi bạn nó mất thì em mới phát hiện là mình anh biết. Đó là vô đợt dịch thì sự rất là khó khăn, phải chống chọi và phải trải qua công chuyện của một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại sau khi em sinh một tháng thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần một tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ không nói cho má nghe, em đừng có chửi con. Thì em phải quay bé cho mẹ coi. Thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Mẹ nói là trời ơi sao mẹ không về để mẹ nuôi. Thế nó không con không về được. Tại vì con sợ mẹ xấu mắt với lại bà con họ hàng đó. Nhưng mà mình là mẹ mình biết con mình. Nhà trai nhà gái đã có mặt đầy đủ ở trên sân khấu rồi, bây giờ chúng ta làm quen với nhau ha. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ trước tiên thì em xin được gửi lời chào tới chương trình, tới chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và nhà trai ạ. Em tên là Diệu Hiệp ạ. Em sinh năm 94 ạ. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Công việc của em là chuyên viên bảo hiểm tại công ty bảo hiểm quân đội Vĩnh Long Đồng Nai. Và bên cạnh đó thì em có làm thêm ngành MC sự kiện và tiệc cưới ạ. Hèn gì dạ. Nói chuyện quá trời trôi chảy rồi. Rồi em mời em trai. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Văn Sinh. Em sinh năm 1990. Công việc hiện tại của em là phụ tá nha khoa. Em đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Mời nhà gái cho tôi biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà ví dụ mà làm gì em không thích là em không chịu. Tính tình của em thì cực kỳ thoải mái luôn. Rất là hướng ngoại, rất là hiện đại, rất là dễ chịu. Còn nhược điểm của em thì có thể là em hơi cầu toàn chút xíu. Cô gái chúng ta rất đơn giản ạ, rõ ràng, thoải mái. Mời em trai. Ưu điểm của em thì em cảm nhận em thì là một người rất trung tình, không lăng nhăng, không hút thuốc, không uống cà phê, không chơi bời. Còn khuyết điểm của em là ăn nói không có được khéo léo, lời nói không được ngọt ngào, với em không biết cách lấy lòng người khác. Trời ơi, nhiều cái không quá vậy. Ít đi chơi lắm hả, xinh hả? Dạ dạ. Bên kia có cô MC, cô sẽ dẫn dắt cho em nói chuyện nhiều hơn nha. Dạ dạ. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là có với một anh công an ạ. Mối tình thứ hai thì em có quen một bạn. Sau khi chia tay thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn nó mất thì em mới phát hiện là mình anh biết. Khi mà phát hiện ra mình có em bé thì thực ra em cũng hơi sốc. Và em suy nghĩ là bây giờ không biết phải làm như thế nào, giữ hay là bỏ. Thì thực ra em cũng không thể về hỏi mẹ được. Thì vì mẹ em là một người hướng nội và sống rất là cổ hủ. Mẹ chỉ suy nghĩ về dù hình ảnh của ba mẹ hay là như thế nào đó thôi. Thì em không thể hỏi mẹ được. Thì em có hỏi mấy chị gái của em. Thì có một số chị thì bảo giữ, có một số chị bảo là thôi, nếu mà một mình em khó khăn quá thì thôi, không cần giữ. Sau khi suy nghĩ hoài thì em mới suy nghĩ là thôi, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi và em có một cái suy nghĩ, ví dụ mà 30 tuổi á, em chưa kết hôn, em sẽ sinh một đứa con trai để em làm mẹ đơn thân. Thì bây giờ nó đã đến với em, cái duyên nó đã đến trước rồi thì em sẽ giữ lại. Thì em mới về em nói với mẹ em á, là em đi Đà Lạt. Em đi làm sao để em không về. Và một mình em tự sinh và nuôi bé một mình. Cái ngày đi đẻ em cũng phải đi một mình luôn. Và đó là vô đợt dịch thì sự rất là khó khăn, phải chống chọi và phải trải qua công chuyện của một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại sau khi em sinh một tháng thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần một tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe, mà đừng có chửi con. Thì em phải quay bé cho mẹ coi. Thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Mẹ nói là trời ơi sao mẹ không về để mẹ nuôi. Thế nó không, con không về được. Tại vì con sợ mẹ xấu mắt với lại bà con họ hàng lắm. Nhưng mà mình là mẹ, mẹ biết là mình thương con của mình. À, mình cũng thương mẹ của mình nữa. Bây giờ em đứng giữa cái sự gọi là sĩ diện của cha mẹ, đứng giữa tình thương của con gái thì em không biết phải làm sao. Nên em chỉ biết chọn như vậy thôi. Thì sau khi mẹ biết thì mẹ nói là thôi về đi,
về đi mẹ, mẹ chăm. Câu chuyện tới đây thì anh nghĩ rằng bên nhà trai cũng hiểu rồi ha, chia sẻ với anh tất cả vấn đề đó. Thôi thì mình bỏ qua đi, bây giờ ta nói chuyện sắp tới đi. Nói về tương lai đi ha. Em nói trai, về tương lai. Đường tình duyên mình sao nè? Dạ, em thì cũng đã ly hôn gần 2 năm. 2 năm? Dạ, em lấy vợ được 4 năm. 4 năm, rồi sao chia tay em? Sống với nhau không hợp, giống như cự cãi thường xuyên á. Em cảm thấy không thể sống chung được nữa. Rồi có con chưa? Dạ, chưa có con. Ly hôn lâu chưa? Dạ, ly hôn gần 2 năm. Rồi, đó là câu chuyện của hai người. Bây giờ thì bỏ đi tất cả mọi thứ nha. Đi ha. Okay. Tất cả những cái gì đã qua thì chúng ta cũng đã nói cho nhau nghe rồi. Em mong muốn có một người bạn đồng hành với em như thế nào? Chỉ cần đạt được 4 tiêu chuẩn thôi. Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế là được ạ. Tư tế hả? Dạ, tư tế. À, tư tế được không em? Dạ, nếu mà em cái đó thì em sẽ cố gắng làm. Em có cái điều gì mà ở một người đàn ông mà em không thích không? Em không thích người đàn ông suy nghĩ gia trưởng. Và cũng không thích người đàn ông nói quá nhiều. Nói trọng tâm thôi. Có thể vui vẻ, ok kể chuyện thì được. Nhưng đừng nói quá nhiều, nói luyên thuyên, nói... Anh nói từ sáng đến giờ rồi đó. Dạ, nói mà không biết là nói gì luôn thì em không... Nói anh, mà không biết mình nói gì luôn. Anh nói từ sáng đến giờ luôn. Người đàn ông này. À không, người đàn ông này đang nói về những câu chuyện đã xeo duyên thì chắc chắn có lợi ạ. Chứ tưởng đâu chứ... nói từ sáng giờ không dạ tốt không, cái đó là nghề nghiệp và công việc ạ. À. Còn một số người, ví dụ như hai người nói chuyện với nhau mà nói thao thao bất tuyệt mà chỉ nói mà không nghe á. Thì em sẽ không thích. Mà đi hỏi mới nói luôn ạ. Em có tiêu chuẩn nào về ngoại hình không? Cao ráo và dễ nhìn là được ạ. Bên đây dễ nhìn, cao ráo. Ngọc Lan qua, Ngọc Lan ngó kỹ lại. Dạ, chào nhà trai. Chào chị. Ngoại hình là ngon lành ha. Rồi mong muốn của nhà trai khi mà có một người bạn gái là như thế nào? Đầu tiên là phải có đạo đức chị. À, biết điều, đừng có đua đòi quá. Với lăng nhăng, với không chung thủy là em không thích. Thật ra cô gái bên kia là anh thấy rất là ổn đó. Em không có lo. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em đi với mẹ em, với dì hai em. Có mẹ dì hai nữa. Em gái của em với chị họ. Trời, có cả nhà luôn hả? Chào chú Quyền Linh. Dạ, dạ xin chào cô Ngọc Lan. Dạ. Xin chào cháu kế bên. Giờ em thấy cháu thì cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Đáng thương. Nói nãy giờ cô dưới này cô rướm nước mắt á. Cô đáng thương. Nói nghe thương quá à. Hai cháu tự tìm hiểu nhau. Nhưng mà rất là mạnh mẽ đó cô hả? Một mình mà sanh con nuôi con như vậy mà không bỏ đứa con của mình là rất là mạnh mẽ. Cô ở dưới này nè, cô xúc động đó. Dạ. Nghe cả ai cũng xúc động hết á. Không ai mà muốn. Dì thấy bên đó được không? Cô này nói chuyện thẳng thắn mà có gốc thật tình. Nhưng hoàn cảnh đáng thương. Nếu như cháu tôi mà với bên này hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Oh. Quá trời. Cảm xúc em như thế nào khi nghe được những lời này? Dạ thật sự là em rất cảm ơn tình cảm mà nhà trai dành cho em ạ. Dì là dì mong là nuôi cháu dữ lắm rồi. Đúng rồi, dì là rất là trân trọng luôn đó. Tới giờ không có đứa cháu nữa hết. Nghe em bé vậy đó, cháu nó hoàn cảnh vậy đó là đáng thương mà rất là trân trọng. Chỉ cần lời nói của dì thôi làm ấm áp bên nhà gái rồi đó. Nhà gái đi với ai nè? Dạ, em đi với lại hai chị gái của em ạ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả tham gia chương trình ạ. Em tên là Diệu Lành, là chị ruột của Diệu Hiệp. Bạn trai này là bằng tuổi với em luôn á. Hay nhìn bạn cũng hiền, nhưng mà mặt hình như có vẻ hơi khó tính một chút á. Khó tính không vậy? Khó không, nói cho người ta nghe. Dạ cũng tùy chuyện thôi anh, còn em thì vui vẻ, hòa đồng. Còn những chuyện mà mình đáng khó thì mình nên khó. Sao mà em khóc vậy? Dạ em nghe câu chuyện của bạn gái em thấy xúc động quá cho nên em kiềm chế không được. Thì bạn cũng là người tình cảm. Tình cảm. Thì bé em của em thì nó rất là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là người đàn ông phải mạnh mẽ và độc lập hơn nó thì mới có thể là bền được. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ mình vui lên nè. Không có khóc nữa nha. Nhà gái cũng khóc, nhà trai cũng khóc. Rồi mình gặp mặt sao đây? Rồi nào, tặng bó hoa cười tươi lên.
chàng trai ở Vĩnh Long. Có đây là với anh có món quà gửi tặng em. Chúc em cho dù cuộc sống này có xảy ra vấn đề gì thì anh mong em là lúc nào cũng vui vẻ như những bông hoa mà anh gửi tặng. Em cảm ơn. Được, cảm ơn. Dễ cưng quá. Dạ, thực ra thì hôm nay em đến đây là không có chuẩn bị quà cho anh. Có một lý do là ví dụ giống như là mình có duyên thì em nghĩ em sẽ làm một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho anh luôn ạ. Trời ơi. Rồi, ngồi xuống đó đi em trai. Tại vì anh nghe cái hoàn cảnh em kể cho nên anh xúc động, cho nên anh kiềm chế không được. Còn em nếu mà tìm được một người phù hợp á thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa, hay là em phải chờ đến một khoảng thời gian nào đó? Thực ra thì em có một mong ước là hoàn thành cái mong ước của em trước, sau đó thì em mới kết hôn. Thì hiện tại thì cũng đã được khoảng 80% rồi, nghĩa là em đang để dành dụm một số tiền phụ cho bố mẹ xây nhà. Thì khoảng sang năm thì có thể xây dựng được. Thì sau khi em hoàn thành được cái đó, mua tặng cho bố một chiếc ô tô thì là xong nhiệm vụ của em thì em có thể kết hôn được ạ. Anh cũng mong là em với anh cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh thấy là con gái bây giờ là người ta không thích làm dâu. Ví dụ như những công chuyện nhà, mà những công chuyện mà làm dâu đó là anh có thể phụ giúp em được hết. Đó, như vậy thì em có ngại cái chuyện làm dâu không? Tại vì ở nhà nó bây giờ anh sống chung với cha mẹ là có thể về là em làm dâu rồi đó. Hiện tại là anh có một mình anh là con trai đúng không ạ? Anh hai anh, rồi tới anh, rồi tới nhỏ em gái. Nhưng mà có gia đình ở riêng hết này. Thực ra cái câu chuyện làm dâu á, nó cũng rất là đơn giản á. Mẹ chồng và nàng dâu chỉ cần thực sự là trân quý, yêu thương nhau thì sống chung nhau thì mình cũng xem giống như là mẹ ruột của mình thôi. Cái điều quan trọng là công việc thôi ạ. Công việc của mình ở đâu và ở đâu mình phát triển được thì mình sẽ ở đó. Ví dụ mà kết hôn thì đi về nhà chồng thì mình sẽ về nhà chồng ở. Nhưng nếu mà có một điều kiện thuận lợi hơn để phát triển ở một vùng nào khác thì vẫn có thể di chuyển được. Và em cũng không có ngại về cái vấn đề làm dâu. Mà em cũng không ngại về quê Vĩnh Long của anh làm việc luôn đúng không? Dạ, thật ra thì người miền Tây, tại vì mẹ của em là 8 tuổi là về Đồng Tháp, cho nên là mẹ em cũng có mấy gì cũng là người miền Tây luôn. Thì người miền Tây thì rất là thật thà, rất là dễ thương. Cái vấn đề mà về Vĩnh Long thì em không ngại. Nhưng mà do em là một người hướng ngoại và nên là em vẫn thích mình được ở thành phố để phát triển tiếp cái công việc hiện tại của mình á. Thí dụ giờ em sẽ, nếu mà có vợ thì sẽ hỗ trợ vợ làm gì để có phát triển kinh tế gia đình nè. Vợ em có công việc của riêng mình thì về bên Vĩnh Long thì có thể là mình vẫn là tiếp tục làm công việc đó, hoặc là nếu không làm công việc đó thì có thể là làm chung với anh. Chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh. Dạ, không thuộc về ngành y cho nên em nghĩ là mình không thể làm chung. Rồi kinh doanh, thí dụ em có thể mở spa hay là làm gì đó về làm đẹp về, dạ, được không? Rồi. Dạ được ạ. Còn thật ra Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh nó không có gì xa chứ. Nha. Anh với vợ anh còn ở ngoài quận Bình Định gần cả ngàn km, người ta còn yêu nhau được, hồi xưa cũng cãi nhau. Bình Định là luôn. Quê của ba em. Vậy đó hả? Dạ. Tương tay chút xíu nữa nè. Đây, tới gần xíu nữa mình nói chuyện tình cảm chút xíu nè. Giờ chuyện làm ăn bỏ qua bên đi. Anh xin phép nắm tay. Dạ. Nói đi. Đối với anh thì công việc gia đình thì anh có thể phụ giúp vợ. Anh sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất, đem lại hạnh phúc cho vợ con của mình. Anh phải cố gắng làm điều đó. Dạ. Còn em thì nếu mà em làm vợ thì em có nói gì với anh không? Dạ, thực ra thì về gia đình thì em biết nấu ăn, em chăm sóc gia đình được. Anh thì chắc chắn là sẽ bấm nút rồi đó, cho dù em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh mong là em sẽ bấm nút để mình có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài nhiều hơn. Hay lắm, đúng. Đó mà bản lĩnh đàn ông. Chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Không bấm vì bất cứ điều gì cả. Nhà trai chúng tôi rất là được đấy. Quan trọng do bạn gái quyết định hay không thôi. Còn bạn trai đã nói rồi, bấm hay không bấm, tôi cũng bấm. Rồi, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1.
2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho sự gặp mặt ngày hôm nay. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Anh xin phép. Đó, bây giờ một nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị với em cho anh được hôn em một lần. Chúc em hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Tốt. À, cũng khá giống em. À, thì nếu được thì anh nghĩ là ok, có thể là tụi em có thể tiến với nhau. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ. Ngày đây. Bây giờ mình mở rào cho hai kẻ gặp mặt đi. Kéo rào. Quay qua đây nè. Rồi, rồi, ngồi xuống. Không gian này là của hai đứa đó. Các bạn cứ thoải mái trao đổi nha, chia sẻ. Chào em. Bắt đầu đi. Em trước đi. Đứng lên, đứng lên. Cái này là quà em tặng cho anh. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm. Em cảm ơn. Mở ra mình mở quà luôn. Em tặng quà cho nữ gì nói luôn đi. Đứng đứng gần đó. Đây, mình cầm mình mở luôn nha. Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum. Do em cũng thích chụp hình đó nên là em hiện diện. Hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Có nghĩa là sau đây là sẽ đi chụp hình và cất những tấm hình đó vô cái album này, đúng không? Dạ, đúng rồi, thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ, thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Wow, đó. Lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng, để tôi né qua bên cho. Cái background bự quá. Ngồi nhá. Rồi, ngồi đi. Rồi. Chém chân. Tôi qua bên ông mối đi. Okay. Bên đây hay là qua đây, qua đây. Bên bên kia đúng rồi, đúng rồi. Đây ngồi đây đi. Ngược lại, ngược lại. Ok. Ngồi đây, ngồi đây. Để cho hai đứa nó làm gì làm đi. Ừ. Đó. Sao? Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi rồi, đây một mối. Dạ rồi. Tiền té. Yeah. Okay. Nhớ gửi hình cho anh nha. Yeah. Nói cho coi hình cho bạn gái con có được không? Anh chụp đẹp mà tại em xấu á. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền hát. Bên đó người ta sở đoạn của người ta là chụp hình, còn mình bên đây sở đoạn của mình là hát với đờn. Rồi bây giờ mình không có đờn thì mình hát. Em xin gửi tặng anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác. Wow, và năm đại luôn. Học thì bây giờ em đứng dậy hát cho có tung thế. Đúng rồi, cái cục hơi nó ngon lành. Bài hát là bài gì đó em run quá, quên tên nhưng mà em nhớ lời ạ. Có lời được rồi. Dạ. Sao quên lời nhớ tên. Ngày ơi, người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất ngờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm. Và giờ người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hẹn cây bờ mi rồi, lúc lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh ấy chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Hay. Nhưng mà nói nghe nè,
chị không có thích cái bài này rất là hay, dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát. Còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết và trời ơi lại một mình em dưới mưa rồi nhớ về anh tối đừng đừng đừng. À, thì cái bài này ta sáng tác. Dạ. Biết. Chứ bây giờ là mình biết cái tài sáng tác rồi, bài hát hay rồi nhưng mà sẽ để cho người khác hát hoặc là mình hát trong một hoàn cảnh khác. Còn dạ. Bây giờ em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Jack nha. Bài này bạn này hát rất là hay nè. Anh Gì Ơi, anh Gì Ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ qua mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy, khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say bước lòng tha hương ước rằng ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Hay quá. Trời ơi. Hay lắm. Ê, em này rất hay. Rồi, hoàn hảo mọi người. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không nhiều cần phải hát gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó. Rụng thiệt luôn. Rụng nụ luôn. Thôi. Bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Ơi mình hẹn hò sao các bạn? Hiện tại thì anh đang ở quận 7. Thì không biết là mình đang ở đâu. Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Là làm xong là mình ở tại chỗ. Dạ đúng rồi, thì đi làm nhiều khi mình đi công trình giống như là xem là thi công như thế nào rồi thì em cũng không có ở văn phòng ấy, lâu lâu mới về văn phòng. Còn tối thì chắc chắn là ở nhà ở văn phòng rồi đó. Ở công ty á. Thì anh làm một tuần là chủ nhật được nghỉ đúng không? Đúng rồi, mình được nghỉ chủ nhật thôi. Anh được nghỉ chủ nhật thôi. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó không ngon nở luôn á. Không mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú là. Chiều là... về Tân Phú là ở gần Hóc Môn đấy. Anh ở trọ à? Không, hay cái kho nhà phân phối ở đó mình mới về đó thôi. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Rồi hẹn ở đâu? Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng thì sao nhỉ? Kiểu như là bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có ngại cái việc mà ý là chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á. Ý là anh chưa có kinh nghiệm trong tình cảm mà nhiều khi là hai đứa quen nhau chắc chắn phải có lúc là hiểu lầm hoặc là gây nhau ấy, thì em hay bị nặng lời á. Em những lúc em tức lên là em nói với lại hành động em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á thì anh có chịu được không? Thì em phải ví dụ hành động nó như thế nào hoặc lời nói ra làm sao đi. Nặng lời quá, tổn thương chắc giống cũng lâu lắm. Bây giờ tự nhiên nói ê thằng kia tao chịu mày hết nổi rồi là thôi đó, là chịu không nổi luôn hết đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như chị nói lớn một chút. Đúng không? Nói chung là em lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. À. Là anh có thể nào anh có thể kìm được cái tính xuống khi mà em tức á, chỉ cần người ta lúc đấy người ta đừng bỏ em, như em tức phát anh bỏ đi luôn là thôi xong xác định rồi đó. Thật ra là anh là một người mà không lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Ở nhà cũng kiểu nói chung là cũng không có thật sự là nóng mức độ mà bên kia nóng là mình nóng theo. Thì cũng đi làm nhiều rồi, cái môi trường tiếp xúc thì nó cũng ma va chạm nhiều thì mình cũng đã luyện được cái tính bình tĩnh đó rồi. Là chuyện gì chuyện thì mình cũng phải để bình tĩnh xuống rồi mình mới nói chuyện. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi thì em cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy á. Mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược nhưng mà sau đấy em sẽ tự, có thể em chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái
cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là anh đừng, ý là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì chuyện đó thì tùy thôi, tùy trường hợp. Thì đối với đối phương, nếu như mà người khác mà muốn cần thời gian để suy nghĩ, để giải tỏa thì mình cho họ thời gian. Còn như em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Ý cũ là giống như lúc đó em đừng bỏ đi, em dạ, thì đó, em chịu đựng đó, chịu đựng. Dạ. Qua cái chuông đó cái là xong đó. Chịu chưa chắc nổi, nặng lời quá, đôi khi nó cũng mệt lắm. Với lại một cái nữa em muốn nói thẳng luôn, ngay từ đầu em rất ghét mà rồi đó. Bởi vì đối với em là một mối quan hệ nào đấy không cần tình yêu, tình bạn cũng vậy thôi. Đúng mình rồi. Phải chân thành ngay từ đầu ạ. Nếu đúng mà rồi. Đã nói dối không bao giờ đi xa, tiến xa được. Đúng rồi, mọi thứ có thể cứ nói thẳng, nói thật ra luôn thì vẫn tốt hơn mà, đúng không? Đúng rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng xử lý hơn là mình cứ ngấm ngầm để lâu ngày thì mất công là hiểu lầm, kéo hiểu lầm thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà tụi em biết không, tất cả những cái chuyện đó nó sẽ không là gì cả khi mà mình thực sự là mình cảm mến và mình yêu đương nhau. Chính vì vậy mà bây giờ các em phải có một cái cảm xúc khi mà tụi em mở rào ra, nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc của tụi em như thế nào? Có nghĩ rằng đây là một nửa của mình hay không? Chắc là em nhường bạn nữ nói trước. Thì đúng đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này, và ăn mặc lịch sự thì bạn ấy đều có hết. Nói chuyện với em thì thường khiêm nhường em, thì em thấy không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì nói sao nhỉ, như ban đầu cũng đã giới thiệu á, thì anh thích một bạn nữ không đơn thuần ngoại hình mà còn cả về kiến thức, tính cách của họ nữa. Nên ban đầu thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn. Nên anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm thôi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Anh cần gì mấy anh buổi? Có chơi game gì không? Game hả? Mình có chơi Dota thôi. Hỏi thử xem có chơi game chung với em không thì tớ về rủ chơi game cùng. Chơi game thì ta rảnh tối đi chơi chung chơi game chứ. Tự nhiên không đi chơi chung. Nay cũng bớt lệnh cách ly rồi, mình có thể đi chơi được rồi. Mới thời gian mà bạn chơi game chi. Thiệt á. Chơi cái khác đi. Hai đứa này nó nhỏ mà nó bị lẩm cẩm rồi. Bây giờ nè, nếu như mình tiến xa hơn á, 1-2 năm mình hiểu nhau, mình tiến xa hơn, mình về chung nhà thì mình phát triển kinh tế thế nào? Em với cô ấy thỏa thuận đi. Rồi giận ai sẽ là người xin lỗi trước, rồi bạc ai giữ, rồi thích con trai con gái, trao đổi quan điểm luôn. Vậy thì nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội đúng không, thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu anh cứ tự giữ, em cứ tự giữ, còn anh thích rất em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu, thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả, mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Với lại em hiện tại cũng tập trung vào công việc, thì em nghĩ là đến độ tuổi nào thì mình có thể có con? Đầu tiên là phải ổn định công việc, ít nhất bây giờ cũng phải 2-3 năm rồi đó. Đúng rồi. Đúng không? Bản thân anh cũng vậy mà, đúng không? Thì mình lấy nhau về thôi, cái này là trời cho đi. Nếu mà mình lấy nhau mà nếu thực sự mà ông trời ban cho mình thì mình cứ nhận lấy thôi, chứ đừng em không tính toán là phải đến bao giờ mới có. Nghĩa là đến thì mình cứ nhận thôi. Đúng rồi, đến thì mình đón nhận. Cho là hốt thôi. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Muốn tìm hiểu bạn, đúng không? Nhiều hơn. Dạ. Ngày hôm nay giống như ông trời cho em món quà vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Thực sự nhiều người nói tại sao có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn đã trải qua thời gian cũng khá dài để nói chuyện và được sự chia sẻ từ người thân của các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. Thật sự đây có phải là một nửa để chúng ta có thể hẹn hò và trao duyên cho nhau hay không? Nếu đúng như vậy, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không đúng, không cần bấm. Nút bấm đó để dành cho người khác. Mà đã bấm nút là phải có trách nhiệm thật sự với nút bấm đó, thật sự có trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian.
Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Yeah. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu, bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi, chưa có mối nào hết. Nè nói nghe nè, em chị với em á, mai mốt bạn này mà bạn cứ nổi cơn điên lên mà bạn nói, bạn hò, bạn hát, em nói em đừng hát mà em hát đi, tại vì giọng hát bạn này quá hay. Anh xin em đó, hát đi em, đừng hát nữa. Dạ, rất cảm ơn chị. Chưa chắc, lúc đó còn hát lớn nữa. Không, thiệt mà, tại vì hát rất là hay. Rồi, bây giờ trước mắt gia đình hai bên ha. Em nói gì với những người lớn đi. Coi như ba mẹ của bạn gái và ba mẹ em cũng đang theo dõi. Đang coi truyền hình đó cưng. Ừ. Rồi, vậy gửi cho ba mẹ em trước đi. Là con cũng cố gắng làm những điều thực hiện cái việc mà ba mẹ đang mong muốn mấy năm rồi. Là cũng ráng kiếm người về cho ba mẹ. Còn với hai bác thì con hy vọng là với bản lĩnh của mình, con có thể bảo vệ cho em ấy. Em ấy tên gì? Em ấy tên gì nè? Tên là My. Dạ, Trà My. Đó, mày quá, không nhắc là quên rồi. Mày nhớ em trai tên gì không? Mắt liếc rất là gian. Nhắc liền, nãy ta nhắc rồi, nhắc luôn. Viễn ạ. Viễn Vong. Viễn Thông. Viễn Thông đi. Viễn Thông. Hồi nãy em nghe là thành Vĩ, em không dám nói đấy, sợ nói sai. Viễn Thông. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm để ghép nửa mảnh ghép với nhau để đi xuống cả đời này. Thôi, hãy hôn nụ hôn đầu tiên, chưa hôn nụ hôn nào nhá. Lần đầu tiên bạn ấy hôn đấy, hẹn hò đấy. Trời ơi, đấy, hít hơi thật sâu. Bây giờ em đó phải là cái người mà dẫn dắt. Thứ nhất là về công việc của em á, là em đã là leader rồi, đúng không? Thứ hai là về tình trường em hơn người ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà gọi là làm cái điều đó trước, rồi sau đó người ta làm lại, hiểu không? Không sao, anh nghĩ rằng rất là phát huy vai trò của mình đi chứ. Dễ nhàng. Đấy. Rồi, nào, trước đi rồi xong người ta bắt trước mình ta làm lại. Chỉ dẫn cho người ta đi. Mà giờ cao quá. Cao quá không nổi. Không xuống, không sách. Rồi. Rồi đó, em làm lại đi. Dạ. Ta chỉ em sao em phải làm hơn vậy nữa. Đúng không? Làm hơn. Đúng không? Thì mình đàn ông mà, mình phải chứng tỏ mình bản lĩnh hơn chứ em. Người ta là chỉ có cái miệng thôi, còn là tay nữa. Còn tay rồi phải. Trời ơi, chị mà là đàn ông chị nói thiệt với em là chết hết. Cái là sao? À, thế không cái thế nó mới đẹp ha, đúng không? Cái thế nó mới đẹp. Hung thật đàng hoàng, mình phải thật tình chứ. Ê. Đúng rồi, làm liền đi. Biển. Mạnh mẽ lên em. Rồi. Hãy trao nhau tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, những cảm xúc tốt đẹp nhất và hãy giữ mãi những cảm xúc đó. Món quà